Quý vị thân mến, năm 1975, thời điểm bắt đầu chiến dịch mùa xuân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói, ai làm chủ được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương. Đây là lời khẳng định về tầm quan trọng của vị trí chiến lược tại Tây Nguyên. Và thị xã Buôn Ma Thuột là nơi được chọn để mở đầu cho chiến dịch, là bàn đạp cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn. Buôn Ma Thuột cũng trở thành nơi mà nghệ thuật nghi binh phát triển đến đỉnh cao nhất của tác chiến hiệp đồng binh chủng. Vậy tại sao Buôn Ma Thuột lại được quân giải phóng chọn làm đòn đánh mở màn thực hiện chiến thuật nghi binh chứ không phải một địa điểm nào khác? Và trận đánh kinh điển đó đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải qua video ngày hôm nay của Việt Sử Toàn Thư. Sau những chuỗi thất bại liên tiếp trên chiến trường Việt Nam, đặc biệt là thất bại trong cuộc tập kích chiến lược kéo dài 12 ngày đêm cuối năm 1972. Lúc này, đế quốc Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 để khôi phục lại hòa bình tại Việt Nam. Tuy nhiên, Mỹ chưa từng coi Hiệp định Paris là sự ràng buộc trên con đường đi tới tham vọng nút chọn Việt Nam. Khi chữ ký còn chưa kịp khô, thì chúng đã tiến hành những kế hoạch quân sự để bình định và xâm chiếm bằng cách sử dụng mưu mẹo và thủ đoạn quân sự tinh vi hòng đánh đổ Hiệp định Paris. Trước tình hình phức tạp đó, Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương diễn ra vào tháng 10 năm 1973 đã tổ chức và đưa ra một nghị quyết quan trọng, nêu rõ con đường cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Thực hiện nghị quyết này, từ đầu năm 1974, quân đội của chúng ta trên mọi chiến trường tại miền Nam đã thay đổi chiến lược, chuyển từ tình thế phòng thủ sang tình thế tiến công, với sự quyết tâm bất diệt để đánh bại mưu toan xâm lược, bảo vệ dân chúng và từng bước đẩy lùi đối phương, tạo ra tình thế phòng ngự bị động cho địch. Đến đầu năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch chiến lược chính trên chiến trường Tây Nguyên. Bởi đây là địa bàn chiến lược quan trọng trong hệ thống phòng thủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Về vị trí thì Tây Nguyên rộng lớn và mang tầm chiến lược vì đó là mái nhà Đông Dương. Nhưng một khi các cửa ngõ hiểm yếu như đường 14, đường 26 bị khóa chặt thì địch chỉ có duy nhất một đường cứu viện là hàng không. Mà một khi chúng làm vậy thì ta sẽ đón sẵn trận địa chờ chúng và đạn pháo đủ bắn cho chúng khiếp đến ba đời. Ngoài ra, những động thái chính trị, quân sự cuối năm 1974 cũng cho thấy rõ rằng, dù được Mỹ hà hơi tiếp sức và có trên 1 triệu quân chính quy cùng lực lượng bảo an, dân vệ ở khắp các xã, nhưng quân đội Việt Nam Cộng Hòa về bản chất vẫn là đội lính đánh thuê thiếu kinh nghiệm và không hề có tinh thần chiến đấu. Dù cho có hò hét tràn ngập lãnh thổ, nhưng Tổng thống Thiệu vẫn bất lực và để lộ ra những lỗ hổng quan trọng trong chuỗi xích phòng thủ miền Nam tạo lợi thế cho quân ta. Bộ Tổng Tư lệnh đã đưa ra chủ trương là đánh địch ở Nam Tây Nguyên, giải phóng Buôn Ma Thuột, tiến công tỉnh Lỵ Phú Bồn và phát triển xuống đồng bằng khu 5. Ngày 5 tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên được thành lập do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm Chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng và Đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm Phó Tư lệnh. Ngay sau khi được thành lập, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã xác định mục tiêu then chốt của chiến dịch là Buôn Ma Thuột. Để tạo điều kiện cô lập và đánh chiếm Buôn Ma Thuột nhanh nhất, cần phải lên kế hoạch nghi binh lừa địch. Khi đó, Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến là trưởng phòng tác chiến Mặt trận Tây Nguyên. Ông được tướng Vũ Lăng giao nhiệm vụ thiết kế kế hoạch nghi binh mang tên Chiến dịch tháng 2 năm 1975. Kế hoạch được ông viết xong khoảng nửa tháng, dài 10 tờ giấy folio. Các đơn vị được phổ biến quy định khi nhận kế hoạch tác chiến mà có chữ kế hoạch B, tức kế hoạch nghi binh, thì chỉ huy đơn vị không làm theo để nghi binh và giữ bí mật tuyệt đối về chủ trương và kế hoạch thật về chiến dịch Tây Nguyên. Trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch nghi binh từ giữa tháng 11 năm 1974 đến đầu tháng 3 năm 1975, những phương án nghi binh được ta triển khai rầm rộ như để Trung đoàn 7 công binh, đoàn 559 mở thông đường 220, nối đường 14 ở Bắc Võ Định với đường 19 gần đèo Mang Giang, vòng qua Đông Bắc thị xã Kon Tum. Hai trận địa pháo binh 130mm giả được triển khai ở phía bắc Kon Tum, thực ra chỉ có súng cối 120mm. Mặc dù quân đã chuyển về phía nam Tây Nguyên chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột, nhưng vẫn giữ nguyên đường dây điện tín, trạm phát, người trực tổng đài, phát, truyền tin tại phía bắc Tây Nguyên. Thông tin nghi binh vẫn được đều đặn phát ra, đánh lừa phán đoán của địch. Đây là một nước đi hết sức khôn ngoan của quân ta,
bởi khi đó trên địa bàn Tây Nguyên, ta và địch có sự tương quan không hề nhỏ. Về binh lực, hai bên tương đương nhau, nhưng địch có hỏa lực không quân, pháo binh và xe tăng áp đảo lực lượng của ta. Lực lượng địch chủ yếu tập trung tại Buôn Ma Thuột, lực lượng của ta chủ yếu tập trung tại Pleiku và Gia Lai, phía bắc Tây Nguyên. Mà lúc này, nhờ vào sự thành công của kế hoạch Nghi Bình, các nguồn tin tình báo và thám báo của địch đều tin rằng ta chuẩn bị đánh Gia Lai, Kon Tum nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Vì nếu đánh xuống phía nam, ta sẽ phải di chuyển khoảng 300 km đường rừng, nhiều sông suối, việc hành quân và di chuyển vũ khí, thiết bị lớn sẽ gặp khó khăn. Lập tức, chúng điều động lực lượng bố phòng khu vực này. Trong khi đó, Buôn Ma Thuột bỏ ngỏ và bị cô lập. Chính vì nhận định lệch hướng này của địch mà ta thành công đưa sư đoàn 10 và sư đoàn 320 xuống phía nam Tây Nguyên chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột một cách thần không biết, quỷ không hay. Sở dĩ ta chọn Buôn Ma Thuột là thời điểm mở màn là bởi nơi đây có diện tích rộng, bình độ thấp so với xung quanh, lại tương đối bằng phẳng, rải rác có một số điểm cao độc lập cách thị xã từ 2 đến 15 km nên thuận lợi cho ta cơ động lực lượng, triển khai bí mật đội hình lớn, có điều kiện đánh địch phản kích và có hướng phát triển. Ngoài ra, Buôn Ma Thuột còn là nơi địch ít chú ý hơn vì chúng tin rằng ta chưa đủ khả năng đưa quân đến đây. Từ ngày 18 tháng 2 năm 1975 đến những ngày đầu tháng 3 năm 1975, sư đoàn 968 đã mở nhiều trận đánh Nghi Binh, mở màn chiến dịch Tây Nguyên. Ta tiến công thị xã Pleiku, sân bay Cù Hanh, căn cứ Hàm Rồng, thị xã Kon Tum, Đôn Tầm, Tây Thanh An, cắt đường 14 Kon Tum Pleiku, làm cho địch càng tin rằng chiến dịch nhắm vào Bắc Tây Nguyên của ta đã bắt đầu. Còn lực lượng hành quân xuống phía Nam được lệnh không được sử dụng hệ thống thông tin hiện đại, chỉ sử dụng thông tin hữu tuyến và thông tin chạy bằng chân để liên lạc. Đội hành quân phải đảm bảo ngụy trang kỹ lưỡng, ngày vào rừng, tối hành quân, đi đến đâu xóa dấu vết đến đó. Đầu tháng 2 năm 1975, hơn 4 vạn quân thuộc 3 sư đoàn bộ binh, các binh chủng xe tăng thiết giáp, pháo cao xạ đã tập kết an toàn ở phía đông Buôn Ma Thuột mà địch không hề phát hiện. Ta tăng cường thêm sư đoàn 316, cấp tốc hành quân bằng 500 xe ô tô từ Nghệ An vào. Ta tập kết xong sư đoàn 320 phía bắc Buôn Ma Thuột, sư đoàn 10 ở tây Buôn Ma Thuột chuẩn bị đánh Đức Lập, sư đoàn 316 tập kết ở khu vực Đắc Đoa. Do chủ quan mà địch vẫn chưa biết gì, giữa lúc kế hoạch đang thực hiện gấp rút, tập trung trinh sát, chuẩn bị đạn, gạo để chuẩn bị đầu tháng 3 nổ súng, sẵn sàng chiến đấu, thì kế hoạch có nguy cơ bị lộ. Ngày 18 tháng 2, đại tá tình báo Trịnh Tiêu của địch bắt được một đồng chí thông tin chuẩn bị đường dây, thu một cuốn sổ theo dõi lực lượng tác chiến của sư đoàn 316, báo cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy quân Ngụy quyền Sài Gòn. Phạm Văn Phú báo lại cho tình báo Mỹ những thông tin trên. Phía Mỹ tự tin vào phương tiện kỹ thuật của mình nên khẳng định đó là tin vịt, không cần phải lo. Phạm Văn Phú tạm yên tâm, nhưng vẫn cử trung đoàn 45 hành quân xuống Ialeo, tìm sư đoàn 320, đồng thời lệnh cho lực lượng ở Đức Lập, Gia Nghĩa cho thám báo lùng sục tìm lực lượng sư đoàn 10 và sư đoàn 316, xem có đúng Việt Cộng tập trung ở đó không. Nhận được tin này, Bộ Tư lệnh Mặt trận họp khẩn cấp để xác minh thông tin, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng quân địch. Bộ Tư lệnh Mặt trận cũng lên kế hoạch chuẩn bị đánh địch theo hai phương án, đánh không phòng ngự và đánh có phòng ngự. Cùng với những kế hoạch đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Thống nhất đã có thêm một nước đi để củng cố lòng tin cho địch bằng cách để Trung tướng Khuất Duy Tiến đánh thêm một bức điện báo với nội dung thông báo cho các đơn vị địch đã bị ta lừa, chúng tin là ta sẽ tập trung đánh vào Buôn Ma Thuột, nên các đơn vị chuẩn bị lực lượng thật tốt để đánh phía Bắc Tây Nguyên khi có lệnh. Bức điện vừa gửi đi, địch đã nhận được ngay. Dù nghi hoặc không biết thông tin nào là thật, cái nào là giả, nhưng chúng vẫn cho lính lùng sục ở Ialeo và các khu vực khác. Từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 3, ta đánh mạnh ở Gia Lai, Kon Tum, khiến địch tin rằng ta chuẩn bị đánh Bắc Tây Nguyên thật. Cũng trong thời gian đó, Trung đoàn 95 đánh và giải phóng đoạn đường 20 cây số trên đường 19 từ Quy Nhơn đến Pleiku. Lúc này, CIA tại Sài Gòn vẫn phán đoán mục tiêu tấn công chủ yếu của ta sẽ là Pleiku và Kon Tum. Kế hoạch Nghi Binh của ta hoàn hảo tới mức ngày 8 và ngày 9 tháng 3 năm 1975, khi ta nổ súng đánh vào quận lỵ Thuần Mẫn và quận lỵ Đức Lập, uy hiếp Buôn Ma Thuột mà Phạm Văn Phú vẫn không đoán được ý đồ tác chiến của ta. Điều gì đến tất phải đến. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, khi quân giải phóng tràn ngập Buôn Ma Thuột, xe tăng giải phóng rầm rộ vào khu quân sự Mai Hắc Đế và Bộ Chỉ huy Sư đoàn 23 của Việt Nam Cộng Hòa,
thì nỗi kinh hoàng của bộ máy chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa mới thực sự lên đến cao độ. Nguyễn Văn Thiệu vừa chửi Phạm Văn Phú là bất tài, vừa hò hét tái chiếm Buôn Ma Thuột. Trong các ngày từ 12 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 1975, địch ra sức phản kích nhằm chiếm lại Buôn Ma Thuột. Chúng sử dụng Liên đoàn 21 Biệt động quân thiếu phối hợp với hai trung đoàn còn lại của Sư đoàn 23 dùng trực thăng đổ bộ xuống Phước An, phía đông Buôn Ma Thuột, hình thành cánh quân phản kích đánh thẳng vào thị xã, điều 3 sư đoàn không quân tới yểm trợ. Tuy nhiên, ta đã dự tính trước nên tổ chức phản kích hết sức hiệu quả, đập tan toàn bộ lực lượng địch tham gia tái chiếm Buôn Ma Thuột, tiêu diệt địch tại quận lỵ Phước An và khu vực nông trại. Đến 8 giờ 15 phút ngày 16 tháng 3, tiểu đoàn 3, đơn vị cuối cùng của trung đoàn 45, sư đoàn 23 ngụy Sài Gòn bị đánh tan. Trung tá Phùng Văn Quang và toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn bị bắt làm tù binh cùng với chiếc trực thăng đã nổ máy định bốc họ lên không. 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, ta đánh chiếm sân bay Hòa Bình. Trung đoàn 53 bị xóa sổ, trận phản kích của địch tái chiến Buôn Ma Thuột thất bại. Ngày 18 tháng 3, toàn bộ quân địch rút chạy khỏi Gia Lai và Kon Tum. Các tỉnh Tây Nguyên được giải phóng, quân Việt Nam Cộng Hòa phải rút về cố thủ ở đồng bằng ven biển và tấm thảm kịch đã đến với quân đoàn 2, Việt Nam Cộng Hòa và cả chính quyền Sài Gòn. Con đường Tây Nguyên, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Nha Trang đã trở thành vánh đai lửa, đưa địch vào tử huyệt. Cuộc rút lui bảo toàn lực lượng biến thành cuộc tháo chạy hoảng loạn. Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa bị xóa sổ hoàn toàn. Tây Nguyên được giải phóng, mở đầu cho phản ứng dây chuyền đổ vỡ của quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Quy luật của chiến tranh là mạnh được yếu thua. Và có thể nhận định một điều rằng, kế hoạch nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên là cuộc nghi binh hoàn hảo trong kháng chiến chống Mỹ, là sự vận dụng tài tình của nghệ thuật quân sự, nắm chắc tư tưởng, đánh chắc thắng và sự chỉ đạo mưu trí, linh hoạt của Bộ Tư lệnh chiến dịch, tạo nên sự chuyển hóa tập trung lực lượng có lợi cho ta. Việc ta đánh Buôn Ma Thuột là đòn điểm huyệt, làm xung động thế bố trí của toàn quân đội Sài Gòn ở Tây Nguyên. Chiến thắng này đã tạo ra thời cơ chiến lược rất lớn cho ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối cùng của video. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của Việt Sử Toàn Thư một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.